Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày thứ bảy thật là trọn vẹn với người thân cũng như là gia đình của mình. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Nguyễn Hiền qua bộ truyện Biến loạn Phủ Cụ Lý. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Mấy ngày liền, hễ cứ đi làm về là con Sen lại thấy mẹ kế đang thì thầm chuyện to nhỏ với bà Năm, chuyện mai mối trong làng. Có điều kỳ lạ là cả hai người cứ nhìn nó, nhưng hễ nó nhìn lại thì lại quay đi nơi khác. Nhưng vốn không ưa mẹ kế nên nó cũng không thèm bận tâm. Chị Sen ơi! Tiếng còn nà, em gái nó gọi từ phía sau vườn. Hai tay vẫy vẫy, tỏ vẻ bí mật, nên nó liền chạy ra rầy em. Có chuyện gì mà phải chạy ra tận đây? Chị hai nói nhỏ thôi, kẻ mẹ nghe thấy đó. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Còn nà, ghé sát tai Sen thì thầm tỏ vẻ quan trọng. Chị hai sắp được làm cháu dâu nhà cụ lý trưởng rồi. Vừa nghe thấy thế, con Sen trợn mắt quát. Mày vừa nói cái gì? Tao mới có 16 tuổi hà, tao không chịu đâu. Con nà phụng phịu lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt. Em không muốn xa chị đâu. Thấy mình vừa la rầy oan em gái, con Sen ôm lấy em tỏ vẻ hối lỗi. Chị hai xin lỗi nha, nhưng em nghe ai nói chứ? Em nghe mẹ nói với bà mối là bán chị hai cho nhà ông lý trưởng lấy tiền. Em không chịu đâu. Con Sen lặng người, hai mắt nó đỏ hoe nhìn ra ngoài. Nó biết nhà nó mắc nợ nhà bà Lý, nhưng nó không ngờ đến tình huống này. Hèn chi mấy lần nó bắt gặp hai người thì thầm to nhỏ, nhưng khi nó đi đến thì im bặt hoặc đến trong lãng sang chuyện khác. Nó chưa nghe ai nói với mình chuyện này, kể cả ba nó. Nhưng nếu con Na em nó nói thì nó tin, bởi con Na cũng 14 tuổi rồi. Nó đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với chị nó. Con Sen trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ nó sẽ trả lời thế nào đây nếu như ba và mẹ kế nói với nó về chuyện này? Mà nói thẳng ra, nó cũng đâu có quyền gì mà từ chối. Nếu vì một lý do nào đó mà nó bị bán vào nhà ông lý trưởng thì nó cũng không sợ. Nó chỉ thương con Na ở nhà một mình chịu đòn roi của mẹ kế mà không có ai bảo vệ. Hay là... Con Na đâu rồi? Tiếng của mẹ kế làm cả hai chị em giật mình. Con Na mặt tái mét, vội vàng đứng dậy. Thấy thế, con Sen cầm tay em động viên. Đừng lo, có chị hai đây rồi. Con Na có vẻ sợ nên cứ đi sát vào chị nó. Khi thấy hai chị em đi vào, bà Thắm đổi ngay sắc mặt, cười giả lả. Ủa, con về từ hồi nào mà mẹ không biết? Có mệt không con? Ngồi đây nghỉ xíu đi rồi ăn cơm. Rồi bà quay sang lườm con Na, bà ta gằn giọng. Còn con kia, đi dọn cơm nhanh lên. Nhìn bầu trời còn chưa tắt nắng, con Sen biết giờ này chắc chắn một điều, đó là con Na chưa nấu cơm. Hơn nữa, thái độ của bà ta cũng rất khác mọi ngày, nên nó cảnh giác. Để chị nấu cho. Thôi, con mới về còn mệt, để cho nó nấu. Bà Thắm liếc xéo con Na, rồi nói vớt vài câu, xong ngúng quẩy đi vào nhà. Lúc này con Sen mới ghé tay em nó thì thầm. Em đừng lo, nếu có bị bán vào nhà cụ lý, thì chị cũng xin mang em theo. Thật hén chị hai. Thiệt chứ, hai chị em mình phải ở cạnh nhau. Lúc chị đi làm là em phải cẩn thận nghe không? Tiếng ba lẹ dẹ ngoài cổng làm con Sen cao mặt. Nó nhìn ra cửa,
rồi lào bào. Chán ghê á, ổng lại nhậu xỉn rồi, coi chừng lại quậy nữa, thiệt tình à. Ngay tức thì, tiếng trù tréo của bà Thắm cất lên. Nhậu nhậu tối ngày, ông không lo làm ăn kiếm tiền trả nợ cho người ta. Ông định làm sao đây? Đừng nói bắt tôi phải làm trả nợ cho ông nghe. Nợ lo gì? Mai mốt tôi mừng, rồi khói tiền. Mà ai dám đợi thằng này, quậy tới bến à? Hey, ông giỏi quá hen. Cụ Lý đang đòi đó, ông lo tiền mà trả cho người ta. Nghe nói đến cụ Lý, ông Kỳ, ba của con Sen, bỗng im bặt. Ông nhớ chứ, món nợ của nhà cụ Lý, từ thời mẹ ông lâm bệnh, không có tiền mua thuốc, mà phải đến lạy lục vay tiền của nhà cụ Lý với lãi cắt cổ. Từ đời cha đến đời của ông cũng không trả hết nợ. Bà Én, vợ ông, cũng vì quá vất vả, làm thuê làm mướn mà bị lao lực rồi chết. Lúc đó con Sen mới lên 10 và con Na thì 8 tuổi. Cảnh gà trống nuôi con quá cơ cực, dẫn đến ông nản chí, muốn buông xuôi. Cho đến khi ông gặp bà Thắm, tưởng rằng có người phụ nữ trong nhà thì sẽ lo cho hai đứa con gái. Hay ngờ nợ nần chưa trả, mà ông kiếm được đồng nào thì bà ta lại nướng vào các sòng bài, nên nợ càng ngày càng thêm. Ông Kỳ chán đời, rồi dùng rượu để quên đi cuộc đời đã quá bất công đối với ông. Nhưng nay bà Thắm lại nhắc đến món nợ và nhà cụ Lý là có ý gì? Đừng tưởng ông nhậu xỉn rồi, muốn nói gì thì nói. Quay sang bà vợ đang đứng kế bên, ông trợn mắt quát. Nợ gì mà nợ? Đi thì chớ, về nhà là lại nghe thấy chữ nợ. Này, nay lớn chuyện rồi đó nha. Cụ Lý cho người đến, muốn lấy cái nhà này cũng chưa gạt hết nợ đâu. Ông xem đó mà liệu. Có lẽ nghe câu nói đó làm ông Kỳ tỉnh hẳn rượu, bởi ông ngồi im, đầu gục xuống. Lúc này con Sen kéo con Na xuống bếp, rồi nó lên nhà, lại gần cha nó nói. Cha mệt lắm rồi, tắm rửa rồi ăn cơm. Nhìn đứa con gái đang trổ mã, vô cùng xinh đẹp, mà ông đau lòng. Không biết mấy ngày nay bà Thắm hay gây sự với ông, bởi vì ông không đồng ý cho con Sen về làm cháu dâu nhà bà cụ Lý. Ông đã hứa với vợ ông trước khi qua đời là cho dù có phải cạp đất mà ăn thì ông cũng cố gắng nuôi hai con khôn lớn. Nay cũng vì số nợ mà phải để con đi làm dâu nhà người ta khi nó còn quá nhỏ, thì người làm cha như ông thật không còn muốn sống nữa. Tiên bà Thắm vẫn cứ thê thế dưới nhà, con Sen vẫn ngồi bên cạnh cha, bỗng đã nói với ông. Con biết hết rồi. Giật mình, ông ngạc nhiên. Vì chuyện gì? Con nói cho cha nghe. Vừa rồi là ba giả đò xỉn đúng không? Cái con nhỏ này, sao mày lại biết? Nó ghé sát tai bà nó nói nhỏ. Em Na nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Thắm và bà Muối. Nếu phải về nhà bà Lý thì con xin cho em Na đi với con. Con chỉ thương ba thôi. Con ơi! Ông Kỳ ôm lấy đứa con gái mà khóc. Tình thế này rồi, ông biết phải làm sao. Con ông đã phải dùng thân mình mà trả nợ cho gia đình. Nhưng con ông vừa nói gì? Ông phải xa nó cũng giống như đứt từng khúc ruột. Bây giờ nó lại còn muốn đưa em nó đi cùng. Vậy còn ông thì sao? Ông nghẹn ngào. Cha đã phải đứt từng khúc ruột mà để con đi. Bây giờ con còn muốn mang theo em con, rồi về nhà người ta làm sao nó chịu nổi? Nếu mẹ còn sống thì con không lo, nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi. Bà có đảm bảo rằng bà ta sẽ không bán em con đi không? Chi bằng con mang em theo cho có chị có em, con chỉ lo cho bà thôi. Nói thế rồi hai cha con lại khóc nức nở. Nãy giờ đứng sau cánh cửa, bà Thắm đã nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai cha con. Khi nghe con Sen nói đồng ý đi về làm dâu nhà cụ Lý thì bà ta mừng lắm. Nhưng rồi bà ta ngạc nhiên khi con Sen đòi mang theo con Na, thì bà ta nhảy bổ ra can ngăn. Mày vừa nói cái gì? Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm đó hả? Đến nước này thì ông Kỳ cũng không nhường nhịn nữa. Bà nói vậy
là có ý gì hả? Lỗ tai ông, có nghe nó nói gì không mà còn hỏi tôi? Nó đòi mang theo con Na đó. Tôi mang theo em tôi thì sao? Nếu không thì hai chị em tôi bỏ đi làm thuê làm mướn gì cũng được, không giấu con gì hết. Nghe con Sen nói như thế, bà Tám đuối lý, vội im bặt, mặc dù tức lắm. Ở cái nhà này, bà ta ngại nhất là con Sen. Chỉ cần nó đi cho khuất mắt là bà ta sẽ tiếp tục bán đến con Na. Hai đứa con gái mờn mởn như thế, khối người nhòm ngó. Nhưng bây giờ nó lại đòi mang em nó đi. Thôi được, bà sẽ đổi thêm một số tiền nữa cho tương xứng với hai đứa con gái. Nghĩ như thế nên bà ta không nói gì mà lẳng lặng đi về phòng. Cả đêm con Sen không ngủ được, nhìn nét mặt ngây thơ của con Na nằm bên cạnh mà nó xót xa. Bản thân nó dù có khổ sở cỡ nào thì nó cũng chịu đựng được. Nhưng còn em nó thì sao? Nó biết về làm dâu chỉ là cái cớ, chứ chẳng khác nào là con ở. Đi ở đỡ trừ nợ cho nhà người ta. Nhưng thà vậy còn hơn, khi nó đi rồi thì ai sẽ lo cho em nó? Rồi lấy gì đảm bảo rằng bà mẹ kế sẽ không bán em nó đi cho một người nào đó? Thôi thì, dù cực khổ cách mấy, mà hai chị em nó còn được ở bên nhau. Gà vừa gáy sáng, con Sen rời khỏi phòng, xuống bếp nấu bữa sáng. Bỗng nó giật mình, nghe tiếng chó sủa ngoài đồng. Rồi bà Thắm mắt ngó nghiêng, từ ngoài đi vào nhà. Vì trời chưa sáng rõ, nên nhìn thấy cái bóng đen của con Sen, làm bà ta tưởng hồn ma của chị cả về, vội chắp tay vái lia lịa. Ôi trời, em lạy chị, xin chị tha cho em. Biết bà ta ngỡ mình là ma, con Sen tinh nghịch, lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, miệng rên hừ hừ, làm bà Thắm sợ tè cả ra quần. Vội quỳ mọp xuống, chắp tay vái lia lịa. Sợ bà ta hoảng quá rồi ngất xỉu thì to chuyện, nên trong lúc bà ta đang cúi lạy, con Sen nhanh như một con sóc vội lẻn vào nhà. Vái lạy xong ngẩng lên thì bà Thắm không thấy cái bóng ma lúc nãy đâu nữa. Bà ta vội vàng chạy vào nhà. Khi đi qua phòng của hai chị em thì bà thấy cả hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ, thì bà ta tin có ma là đúng. Sở dĩ bà ta đi từ mờ sáng vì còn báo cho bà mối biết rằng con Sen đã đồng ý về làm cháu dâu nhà cụ Lý để họ còn đến bắt dâu. Nhưng bà ta không ngờ hồn ma của mẹ con Sen lại hiện về. Nhưng đã đến nước này rồi thì bà ta cũng chỉ mong có một số tiền rồi rời khỏi nơi đây. Trời vừa sáng, bỗng nhiên chó sủa inh ỏi làm con Sen giật mình. Cho đến khi nhìn thấy bà hai, con dâu nhà cụ Lý đi vào thì nó đã hiểu. Nhìn sang mẹ kế như tự hỏi chuyện này là thế nào. Mới tối hôm qua nó đồng ý với ba sẽ về làm thuê làm mướn cho nhà cụ Lý để trừ nợ. Vậy mà mới chỉ một đêm cụ Lý đã biết và cho người đến bắt. Nó chưa muốn đi, chưa muốn chia tay cha nó. Lần đi này không biết đến bao giờ nó mới được trở về. Và giờ, nó cũng đã hiểu tại sao mới mờ sáng đã thấy bà Thắm trở về. Tiên bà hai cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Thấy bà chủ đến, thì ông Kỳ lật đật lấy tà áo lao vội cái ghế mời bà chủ ngồi. Nhưng bà ta không ngồi và vẫn đứng giữa nhà. Thôi khỏi, ta nói vài câu rồi đi ngay. Con Sen đâu? Dạ. Thấy con Sen ấp úng, còn đầu thì cúi xuống. Bà hai dùng tay nâng mặt nó lên để nhìn, rồi gật đầu có vẻ ưng ý. Quay sang bà mối đang líu ríu đứng bên cạnh, bà hai nói: Tôi nhớ bà có nói nhà này có hai đứa con gái đúng không? Tại sao giờ lại có một đứa? Bà mối liếc mắt nhìn về phía bà Thắm như ngậm chờ câu trả lời. Thì ngay lúc đó con Sen khoanh tay lễ phép thưa: Dạ thưa bà chủ, con tên là Sen, 16 tuổi, và em con tên là Na, 14 tuổi. Em con còn nhỏ, nên xin bà chủ cho em con đi cùng với con. Con hứa là sẽ làm việc chăm chỉ và chăm sóc cho em, tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến gia đình cụ Lý. Vậy có nghĩa là... Không chờ bà hai nói hết câu, con Sen lễ phép đáp: Dạ, em con chỉ đi theo con, chứ không phải bán hay trụ nợ gì đâu ạ.
con sẽ làm thêm giờ, thêm việc để nuôi em. Tình huống quá bất ngờ so với dự tính ban đầu nên bà Thấm định lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó bà Hai đã quay sang ông Kỳ lên tiếng. Tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình. Giờ con Sen đã về làm dâu con cho nhà tôi. Xem như từ nay anh đã được xóa nợ. Con cảm ơn bà Hai. Xin bà thương hai cháu. Bà Hai không trả lời mà quay lưng bước ra. Bà Mối cùng đoàn người khúm núm bước theo sau. Ra đến ngoài cổng, bà Hai quay lại nở nụ cười. Không ai có thể hiểu được bà Hai đang nghĩ gì và tại sao lại cười. Mà chỉ biết sau khi đoàn người đi khỏi thì sóng gió trong nhà bắt đầu nổi lên. Bà Thắm thấy mình không được đồng nào nên dãy đành đạch. Con Na, ở nhà với mẹ, không đi đâu cả. Con đi với chị Hai. Con Na lắm la lắm lét trả lời, làm bà ta càng nổi điên. Nhưng vì đang có ông Kỳ và con Sen ngồi đó nên bà ta chỉ gầm gừ rồi xuống giọng có vẻ thương nó. Con có biết nơi chị con đến là ở đâu không hả? Cũng chỉ vì gia đình mình nghèo mà chị Hai phải đi làm dâu nhà người ta để trả nợ. Tự nhiên con lại đi vào cái nơi ấy. Ở nhà với mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ha ha, chẳng tốt hay sao? Biết bà ta chẳng qua cũng chỉ là nói đầu môi chót lưỡi, chứ cũng chẳng yêu thương gì con Na. Con Sen biểu môi. Sao giờ này mẹ mới nói? Nếu biết nhà cụ Lý là địa ngục thì tại sao mẹ lại đẩy con vào đó? Bà ta rõ những giọt nước mắt giả tạo. Cũng chỉ vì nhà mình nợ tiền nhà người ta nên mới phải chịu để con đi. Vậy ai nói với bà Mối rằng bán cả hai chị em con? Đến nước này thì bà ta cứng họng, không nói được câu nào mà cúi đầu đi xuống bếp. Còn lại ba cha con chỉ biết ôm nhau khóc. Với giọng đẫm nước mắt, ông Kỳ nghẹn ngào. Cha không giữ được lời hứa với mẹ con nữa rồi. Người làm cha như cha cũng không nên sống nữa. Đừng mà cha ơi. Con Sen mím môi không nói gì. Nó không quản bản thân mình cho dù có phải chịu khổ như thế nào. Nhưng còn em nó thì thật sự lo lắng. Nhưng ở tình huống này, nó cũng không nghĩ ra được cách gì có thể tốt hơn. Quay sang con Na, nó nói từng lời mà đẫm nước mắt. Chị em mình vào soạn đồ rồi chào cha đi em. Cha cố gắng giữ sức khỏe nha cha. Nói rồi, nó không dám nhìn vào mặt cha, mà cầm tay con Na đi nhanh vào phòng. Ông Kỳ gục mặt xuống khóc nức nở. Rồi khi chợt nhớ ra, chạy vào phòng để dặn dò thì hai chị em nó đã đi từ hồi nào. Ra khỏi nhà, con Sen mới kéo con Na lại dặn dò. Sắp tới, chị em mình sống ở nhà cụ Lý sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng không còn cách nào khác nên chị định mang em theo. Chị mang theo cái áo của mẹ và đã cắt làm đôi. Hai chị em mỗi người giữ một nửa và lúc nào cũng phải giữ bên mình, không được để mất. Cho dù như thế nào mà phải cách xa thì nhất định chị cũng sẽ đi tìm em, nhớ chưa? Nghiêm mặt lại, con Sen nói rành từng tiếng. Em cũng 14 tuổi rồi, nên phải cứng rắn lên, không được khóc, cho dù có bị đánh đòn, nhớ không? Dạ, em nhớ ạ. Hai chị em đến phủ nhà cụ Lý thì được người quản gia dẫn vào bên trong. Qua khu nhà lớn thì đến khu nhà dành cho người làm, rồi chỉ vào một phòng cuối dãy. Con Sen cùng em nó định bước vào thì người quản gia quát. Một mình con Na thôi, còn mày theo tao. Không được, hai chị em tôi phải ở cùng nhau. Tôi đã xin bà Hai rồi mà. Mày lần đầu nên tao tha. Tốt nhất là im lặng và chấp hành. Nếu mày vẫn tiếp tục cãi thì không còn mạng mà húp cháo nghe chưa. Nhìn con Na ôm bọc quần áo đứng run lẩy bẩy mà nó thương đứt ruột. Nó sai rồi khi đưa em nó đi theo, cứ ngỡ là có chị có em. Ai ngờ. Na, nghe lời chị không được khóc. Lớn rồi nên phải mạnh mẽ lên, nhớ chưa? Em sẽ không khóc, chị hãy đừng lo. Chỉ kịp nói với em vài câu là nó đã bị bà ta lôi đi.
Cái bóng của con Na đứng nhìn theo chị, cứ nhỏ dần, chờ đến khi nó đi hết dãy hành lang thì không nhìn thấy em nó nữa. Đến dãy phòng nhìn bên ngoài có vẻ sáng sủa hơn dãy phòng con Na. Lúc này thì con Sen đã hiểu tại sao nó phải chuyển đến đây. Trong phòng không chỉ có mình nó mà còn có hai cô gái nữa cũng trạc tuổi nó. Tiếng khóc thút thít ở cuối phòng làm nó bực mình. Tại sao cô cũng đến đây? Tiếng thút thít nhỏ dần rồi một giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi bị bán đến phủ làm vợ cậu Đâm Hào. Tôi cũng vậy. Con Sen im lặng, nó không nghe nói làm vợ cậu nào, mà chỉ biết về làm cháu dâu nhà cụ Lý thôi. Nó bị đưa vào đây cùng với hai cô gái này, đều nói là vợ cậu Nam Hào, thì chắc chắn một điều, số phận nó cũng sẽ như thế. Nhưng cậu Nam Hào là ai? Vốn xuất thân dòng dõi nhà trăm anh thế phiệt, cớ sao lại phải kén vợ là những cô gái quê mùa như tụi nó chứ. Nó linh cảm có gì đó không bình thường. Nhưng thân phận nó bị bán để gán nợ thì việc làm con ở hay con dâu gì đó thì cũng có khác gì đâu chứ. Nó quay sang hai cô gái. Tôi là Sen, còn cô? Tôi là Nụ. Cô gái trong góc nhà vẫn còn khóc. Thấy thế con Sen nói, tụi mình đã bị bán vào đây thì chỉ duy nhất một con đường cần phải làm, đó là cố gắng giữ lấy mạng sống để hy vọng còn có ngày trở về. Việc làm vợ của ai hay thậm chí là con ở thì tụi mình không có quyền lựa chọn. Vậy tại sao các cô lại khóc? Phải mạnh mẽ lên và đoàn kết thì may ra. Thấy thế con Nụ lên tiếng, con Sen nói đúng đó. Mày tên là gì? Còn ở đó mà khóc ỉ ôi thêm mệt. Tôi tên Gắm. Có một điều mà con Sen không nói ra, đó là ánh mắt của con Nụ nó không giải thích được, mà chỉ biết rằng có một cái gì đó không bình thường và cần phải cảnh giác. Lúc này nó rất cần sự đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau. Nhưng nếu chính những người cùng hoàn cảnh như mình mà lại hại lẫn nhau thì vô cùng nguy hiểm. Biết thế nhưng nó vẫn im lặng và lo cho em Na không biết bây giờ như thế nào. Hai chị em cùng ở trong một phủ nhưng lại biệt biệt hai nơi. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bà quản gia mặt lạnh như tiền, ném vào phòng ba bịch quần áo rồi nói mà mắt vẫn không nhìn vào trong. Đưa mấy bịch quần áo của chúng mày đây, từ nay mặc những bộ quần áo này. Dạ, xin bà cho cháu được. Còn Gắm chưa nói hết câu thì đã bị bà ta đạp thẳng vào bụng, đau đớn cúi gập người xuống. Thấy thế con Sen vội đỡ lời, xin bà mấy phút để chúng cháu thay đồ ạ. Nhanh lên. Nói rồi bà ta vẫn đứng đó, nhưng chỉ khác lúc trước là quay mặt ra ngoài. Con Sen chỉ kịp lấy nửa cái áo của mẹ dắt vào người, rồi cũng nhanh như lúc đến. Bà ta giật luôn bịch quần áo trên tay nó, ném vào một cái bịch màu đen mà nó nghĩ đó là bịch đựng rác. Con Gắm vẫn cứ khóc tấm tức vì quá đau. Con Sen lại gần trọng viên bạn. Cô thấy tôi nói có đúng không? Mình phải tự bảo vệ mình thôi. Nếu cô vẫn cứ như thế này thì chỉ khổ vì ăn đòn. Mặc kệ nó, mày xen vào làm gì? Con Gắm ngừng khóc, liếc mắt về phía con Sen gật đầu. Lần đầu tiên trong đời được mặc bộ quần áo Gắm, trông con Sen xinh đẹp hẳn ra. Nó thừa hưởng ở người mẹ quá cố, vóc dáng cao ráo và làn da trắng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà nó làm đầu tắt mặt tối, suốt ngày phơi mình dưới cái nắng gay gắt. Nhưng thật kỳ lạ, làn da của nó vẫn trắng hồng mà không bị đen sạm như những người khác. Chợt nó thấy ánh mắt sắc như dao của con Nụ nhìn về phía mình, làm nó chột dạ và có phần khó hiểu. Tại sao con Nụ này lại có vẻ khó chịu với nó và con Gắm? Có phải nó đang muốn tranh giành ngôi thứ hay không? Thật tình, con Sen chỉ muốn được làm con ở, chứ nó không ham lấy chồng. Còn con Nụ, nó muốn gì thì kệ nó, nhưng cái tính của nó nói vậy chứ không chịu được ánh nhìn như thế, nên nó gây sự trước. Sao mày nhìn tao như thế? Con Nụ cũng chẳng vừa, nó nói thẳng. Tại vì mày đẹp nên tao không yên tâm. Mày nói mà tao nghe không lọt lỗ tai. Tao đẹp hay xấu thì cũng liên quan gì đến mày chứ? Mày giả bộ ngây thơ là thiệt hay là giả? Cả ba đứa mình đều làm vợ cậu Nam Hào.
Vậy mày đẹp nhất thì rõ ràng phần thắng sẽ rơi vào tay mày, mà tao thì lại không muốn điều đó. À, ra là thế. Mày ham lấy chồng chứ tao thì không. Cũng chỉ vì gia đình nghèo, mắc nợ mà tao phải vào đây. Tao chỉ muốn đi làm mướn kiếm tiền trả nợ, chứ không ham làm dâu con gì hết. Mày xin cho tao với con gắm đi mận, còn mày tha hồ mà làm dâu, khỏi lo tao giành phần. Nghe con sen nói như vậy thì con nụ im lặng. Nhưng đó là con sen nói, chứ nhìn cái vẻ đẹp trổ mã của con sen là nó vẫn thấy không yên tâm. Nó lại gần chỉ vào mặt con sen nói tiếp. Mày bôi dơ cái mặt đi. Mai mốt tao làm vợ cậu Năm Hào rồi, tao ưu ái cho mày. Mày nói vậy mà nghe được à? Tự nhiên nói tao bôi dơ cái mặt là sao? Thôi, tao không thèm mày ưu ái gì đó đâu. Cứ cho tao đi mận thuê hay gì đó cũng được, tao không thèm làm dâu con gì hết. Bỗng bóng của bà quản gia đi qua, làm cả ba đứa im bặt. Lúc này con sen vẫn giấu kín cái áo của mẹ trong người mà nhất định không rời ra. Nó tự nhủ như nói với mẹ. Mẹ ơi, con lo cho em Na lắm. Mẹ khôn thiên bảo vệ em nha mẹ, đừng lo cho con. Tiếng của bà quản gia cùng giọng nói the thé ngoài cửa làm cả ba đứa giật mình. Con nụ, lên gặp bà Hai và cậu chủ. Dạ, có liền. Trước khi bước ra cửa phòng, con nụ còn ngoảnh lại cười, tỏ vẻ đắc thắng. Còn lại hai người nhìn con gắm có vẻ sợ hãi, nên con sen lại gần động viên. Chúng ta một khi đã bị bán vào đây thì không có ai để bảo vệ được cho mình bằng chính mình mà thôi. Từ bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa nghe chưa? Cảm ơn cô, tôi biết rồi. Suy nghĩ một hồi rồi nó nói tiếp. Sắp tới đây không biết sẽ là tôi hay là cô, và cũng không biết chúng ta còn gặp nhau nữa hay không. Tôi chỉ dặn cô phải im lặng, cho dù mắt nhìn thấy, tai nghe rõ, nhưng đều phải như câm điếc. Tại sao? Con sen chưa kịp trả lời thì tiếng của bà quản gia đã cất lên từ cửa. Con gắm, nhanh lên. Con sen cầm tay con gắm an ủi. Đến lượt cô rồi, nhớ lời tôi dặn nhé, cố lên. Khi con gắm cũng đi rồi và con nụ không quay trở lại thì con sen đã hiểu ra tất cả. Mặc dù nó cũng không biết là gì, nhưng cái linh tính lành ít dữ nhiều vẫn hiện ra trong đầu nó. Cũng chẳng phải đợi lâu, khi bà quản gia vừa xuất hiện là nó đã đứng ngay bên cạnh, làm bà ta giật mình. Ôi trời, mày làm gì mà như ma thế hả? Làm giật cả mình. Thì con sợ vì xinh đẹp đứng vào mỏi chân nên con đã chuẩn bị sẵn. Thà con mỏi chân cũng không sao. Đồ léo mép. À, mà mày vừa gọi tao là gì thế hả? Con gọi là gì xinh đẹp? Tao ở trong phủ này gần 20 năm mà có ai gọi tao một câu như mày đâu. Tự nhiên con sen nghe bà quản gia nói thế cũng thấy mũi lòng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao nó không làm thân với bà quản gia để nhờ bà giúp đỡ cho con Na, em nó nhỉ? Nghĩ vậy nên nó cười giả lả. Thương dì quá à, dì vừa đẹp lại vừa giỏi nữa. Ở cái phủ này có việc gì mà không qua tay dì đâu. Bà quản gia bỗng thấy cô gái này nói đúng. Câu nói của nó đã chạm đến trái tim của bà. Khoác trên mình cái mác quản gia, lúc nào cũng phải gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng dù sao, bà cũng là một người phụ nữ. Vào phủ từ năm 16 tuổi như con sen bây giờ. Ngoài công việc thì bà không còn gì khác, mà từ sáng tới tối khuya cũng chỉ có làm và làm mà thôi. Ta đi thôi dì. Tiếng con sen nói bên cạnh làm bà giật mình, vội vàng lên tiếng. À, ừ nhỉ, chúng ta đi thôi. Con sen cứ lầm lũi đi phía sau, cách bà quản gia một đoạn, làm bà ta ngạc nhiên. Chợt nhớ lúc nó vào phủ có đi cùng một đứa em gái, chắc nó có điều gì đó không dám nói ra, nên bà hỏi. Mày muốn nói gì đúng không? Con sen vội quỳ xuống, chắp hai tay ra phía trước như muốn van xin, làm bà quản gia quát lên. Mày làm gì thế hả? Rồi mọi người lại tưởng tao ức hiếp mày hay sao? Đứng lên rồi nói. Con nảy bà, con xin bà giúp đỡ em con. Đúng như bà ta dự đoán, chắc chắn nó chỉ xin bà thương em nó thôi. Bà gật đầu để nó yên tâm. Ừ, được rồi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi của tao thôi. Tao cũng có khác gì mày đâu. Giọng bà quản gia cũng nghẹn nghẹn, tỏ vẻ xúc động. Hai người tiếp tục đi qua, hết dãy nhà này
thì dừng lại trước một sảnh lớn. Vừa nhìn thấy hai người, tiếng bà hai quát lên, tỏ vẻ giận dữ. Sao lâu thế hả? Bà quản gia chưa kịp trả lời thì con Sen đã vội quỳ xuống rồi lên tiếng. Con lạy bà hai, con chào cậu chủ. Lỗi tại con đau bụng nên vì quản gia phải chờ, con xin lỗi. Bà có ngang hàng với mày đâu mà để bà phải chờ. Bỗng cậu thanh niên ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang lời bà hai. Đứng dậy, lại gần đây. Con Sen len lén đứng dậy, đi lại gần nơi có tiếng nói, nhưng mặt vẫn cúi xuống. Tiếng nói lúc này lại cất lên. Ngửa mặt lên. Nó ngửa mặt lên nhìn thì người trước mặt đó là một chàng trai với khuôn mặt dữ điền, mũi cao, vật trán rộng thông minh. Nó chợt nghĩ, tại sao người thanh niên khôi ngô như thế này và lại giàu có thì lấy đâu chẳng được vợ mà phải tuyển những cô gái thôn quê nghèo khó như nó chứ. Ký vào đây. Tiếng của bà hai làm nó giật mình. Thấy trước mặt mình là một tờ giấy, trên đó chi chít những chữ mà nó chẳng hiểu là ghi gì. Trong đầu nó chỉ đơn giản, đó là tờ giấy nợ mà nó phải có nhiệm vụ làm trả nợ. Nó lúng túng cầm cây bút định ký thì tiếng chàng trai lại cất lên. Dừng lại. Kìa con, còn thiếu mà. Con nói dừng là dừng. Con làm sao cho đủ là việc của mẹ, con không bận tâm. Bà hai chỉ biết lắc đầu mà không nói thêm câu nào rồi đứng dậy. Nhưng cậu chủ thì vẫn ngồi đó, mắt nhìn nó không chớp, làm nó hoảng sợ. Nhưng cũng không dám rời đi khi chưa được phép. May sao lúc này bà quản gia vội lên tiếng. Xin cậu chủ về phòng nghỉ ngơi ạ. Lúc này cậu Năm Hào nhìn con Sen rồi nói cục lũng. Theo tôi. Dạ. Lúc này nó mới để ý rằng chân cậu chủ không bình thường, bởi cậu ngồi trên một chiếc ghế lắp vào chiếc xe đẩy để di chuyển thì nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó lại gần rồi nhẹ nhàng đẩy cậu đi. Suốt đoạn đường hai người không nói câu nào, còn con Sen thì cứ đẩy xe theo hướng tay chỉ của cậu chủ. Nó thắc mắc về tờ giấy lúc nãy mà bà chủ đưa cho nó ký, nhưng cậu chủ ngăn lại. Nội dung trong đó ghi những gì? Rồi con nụ và con gắm đâu rồi? Tại sao bà chủ lại nói còn thiếu là thiếu gì? Chẳng nhẽ cậu lại tuyển nhiều vợ đến thế? Mặc dù biết bao nhiêu câu cần hỏi, nhưng con Sen hiểu rằng tốt nhất là im lặng và không nên biết quá nhiều sẽ không tốt cho mình. Kể từ ngày đó, con Sen được bố trí ở một phòng ngay sát phòng cậu chủ Nam Hào để tiện việc sai bảo. Nó cũng không được gặp gì quản gia để hỏi thăm về tình hình con Na, em nó. Nhưng có một điều kỳ lạ là kể từ ngày chuyển về đây gọi là chăm sóc cho cậu Năm, nhưng nó chẳng phải làm gì trừ phi đẩy xe cho cậu đi đâu đó trong phủ. Rồi phòng cậu Năm suốt ngày đóng kín cửa. Không hiểu cậu làm gì ở trong phòng. Nó muốn đi tìm em nó, nhưng thực tình ở trong phủ rộng như thế này, nó cũng không biết phòng con Na đi hướng nào. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng biết có phải do nhàn rỗi không, làm gì mà gần sáng rồi con Sen vẫn chưa ngủ được. Ngày còn ở nhà, mỗi khi đi làm rẫy về là nó bả đâu ngủ đó. Mãi gần sáng nó mới chợp mắt được một chút. Bỗng nó thấy có ba cô gái áo trắng, tóc xõa xúm lại khênh nó ném xuống đất. Nó la ó, quẩy đạp chống lại nhưng không nổi. Nó la hét cầu cứu nhưng kỳ lạ cũng chẳng có một ai đến cứu nó. Bỗng nó nhìn thấy một người phụ nữ mặc cái áo nâu rách một nửa xông ra đánh nhau với ba cô gái kia. Nó bỗng nhận ra người đàn bà đó hình như là mẹ nó. Nó gào lên. Mẹ ơi! Mở cửa! Tiếng đập cửa phía ngoài làm con Sen giật mình tỉnh giấc. Thì ra là nó nằm mơ. Nhưng kỳ lạ rõ ràng tối qua nó ngủ ở trên giường mà bây giờ nó lại đang nằm dưới đất. Con Sen vội dậy ra mở cửa, nhưng toàn thân nó đau ê ẩm như bị ai đánh mà không thể nào dậy nổi. Tiếng đập cửa, tiếng gọi bên ngoài vẫn chưa dứt. Cố gắng bò về phía cửa để rút chốt. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì trời ơi, cả cái xe của cậu Nam Hào đã nhõm lên người đó. Con Sen đau quá, nhưng nó cũng không có cách nào đẩy được chiếc xe ra bởi sức nặng của cậu chủ ngồi trên đó. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám la,
Vì trời chưa sáng rõ nên trong phòng còn tối mà con sen chưa châm đèn. Cậu chủ định la rầy thì bỗng nghe ú ớ dưới nền đất, liền cúi xuống thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy con sen đang nằm dưới bánh xe, liền hỏi: "Mày làm gì thế hả? Sao không ngủ mà còn nằm đó la lối om sòm?" Không nghe thấy con sen trả lời, rồi chợt nhớ chiếc xe đang đè lên người đó, nó nằm dưới đất. Cũng chỉ vì trong phòng tối nên cậu Năm không nhìn thấy. Cậu Năm vội cho xe dịch chuyển về phía trước một đoạn rồi quay lại. "Mày có làm sao không? Không hiểu chuyện quái quỷ gì nữa?" "Con cũng không biết. Tự nhiên có người ném con xuống đất rồi xúm lại đánh con." "Mày có mơ ngủ không hả? Mày ở trong phòng một mình, cửa vẫn khóa thì ai vào đây mà đánh chứ?" "Con nói thiệt đó. Có tới ba người lận, áo trắng, tóc xõa ghê lắm kìa." Cậu Năm cười. "Rồi một mình mày đánh nhau với tụi nó. Đâu, mày xem có tụi nào ở đây không?" Lúc này, con sen dường như nhớ ra chuyện gì, kinh khủng lắm. Vì nó chợt nhớ, trong giấc mơ, mẹ nó đã đánh mấy cô gái kia để cứu con mình. Mà mẹ nó đã chết, vậy mấy cô gái kia cũng đã chết rồi. Trời ơi, vậy là căn phòng này có ma rồi. "Ma, có ma, cậu chủ ơi." Nhìn con sen bị đau, cứ bò lổm ngổm dưới đất, tiến về phía cậu chủ. Rồi dường như vì quá sợ hãi mà nó quên mất rằng nó chỉ là kẻ hầu người hạ cho cậu chủ. Nó lao tới ôm lấy cậu chủ mà khóc. Tình huống hoàn toàn bất ngờ làm cậu Hào không kịp phản ứng. Một lúc sau, con sen bỗng buông tay ra khỏi người cậu chủ, rồi quỳ mọp xuống đất, hai tay vái lia lịa. "Lạy cậu, con không chủ ý, chỉ vì con sợ quá nên mới..." "Châm đèn lên đi, ai làm gì đâu mà lại dữ vậy trời." "Có ma, căn phòng này có ma, thiệt đó cậu ơi." Cậu Năm Hào bỗng thấy một luồng hơi lạnh thoảng qua, làm cậu rùng mình. Căn phòng này thường dành cho những cô gái được tuyển để hầu hạ cậu, sau đó lại được chuyển đi. Còn đi đâu thì cậu không rõ. Nhưng chuyện căn phòng này có ma như con sen nói thì chắc là không. Bởi nếu có người qua đời ở đây thì cậu phải biết chứ. Hơn nữa, con sen cũng ở mấy ngày rồi mà có chuyện gì đâu. Tại sao bây giờ lại nói nọ kia? Có bao giờ nó giở trò gì không? Nghĩ vậy nên cậu nghiêm nét mặt lại, gằn giọng làm con sen sợ run lẩy bẩy. "Thôi đủ rồi, hay mày được cậu ưu ái nên không muốn. Có phải mày không muốn ở căn phòng này nữa đúng không?" Quá hoảng sợ vì cậu chủ hiểu lầm, con sen cúi đầu lạy lia lịa. "Xin cậu tha cho con sai rồi." Cậu Năm không trả lời mà quay ra trở về phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, Năm Hào suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Nếu như con sen nói dối thì tại sao nó lại nằm dưới đất và tỏ vẻ đau đớn như thế? Nhưng nếu đúng như lời con sen nói là căn phòng đó có ma thì là ai? Má Hai tuyển vợ cho cậu. Nhưng nếu người nào không ưng thì ký giấy rồi điều xuống làm vườn. Vậy tại sao họ lại chết oan uổng mà quay trở về chứ? Thật ra việc đồng ý cho mẹ Hai tuyển vợ cũng là để vừa lòng bà nội mà cậu đã hứa khi qua đời. Nhưng tuyển hoài cậu vẫn không ưng một người nào. Có một điều không hiểu sao, khi con sen vừa quá sợ hãi mà ôm lấy mình, một cảm giác khó tả lan khắp mạch máu trong cơ thể. Và đến bây giờ cậu vẫn chưa phân tích được. Lần đầu gặp cô gái này đã tạo cho cậu một ấn tượng tốt. Nhưng hình như cô ta đang có tâm sự. Ánh mắt u buồn và sợ hãi mỗi khi chạm vào ánh mắt của cậu đã ám ảnh cậu, thậm chí đi vào giấc ngủ. Nếu như cô ta nói căn phòng đó có ma thì sao nhỉ? Sợ gì lúc đó cậu đành phải nói gay gắt để cô ta bớt sợ, nhưng cũng như tự trấn an mình. Cứ thử sức thêm vài đêm nữa xem cô ta sẽ xoay sở ra sao thì sẽ biết. Nghĩ như thế nên khi màn đêm vừa buông xuống, cũng như mọi ngày, cậu Năm trở về phòng rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng khác với những đêm trước, anh bắt đầu theo dõi xem cô ta xoay sở thế nào. Con sen sợ lắm khi nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nó không dám tắt đèn mà cứ ngồi thu lu như thế chờ trời sáng. Lúc này mảnh áo của mẹ như một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ cho nó. Áp cái áo lên ngực, nó thì thầm khấn. "Mẹ ơi, con sợ lắm. Có phải đêm qua mẹ bảo vệ con không? Bây giờ con phải làm sao khi cậu chủ không tin mà lại hiểu lầm con?"
Bây giờ con biết phải làm sao? Con sợ lắm, bởi con có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tất cả đều biến mất một cách bí ẩn mà không thể nào lý giải được. Nó cứ khấn, nhưng xung quanh chỉ là màn đêm bao phủ và im lặng như tờ. Bỗng nó chợt nhớ lời bà quản gia dặn, tối không được để đèn sáng, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt. Nhưng bây giờ mà căn phòng tối om thì làm sao đây? Rồi mấy con ma kia lại đến giết nó thì sao? Nghĩ vậy nên nó tắt đèn, nhưng lại không ở trong phòng, mà ra ngồi thu lưu một mình trước cửa phòng cậu chủ, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng cậu Năm Hào thức dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhưng kỳ lạ không tài nào mà cậu đẩy được cửa. Hình như có một ai đó dùng một vật nặng chắn ngang cửa phòng. Cậu liền gọi ra ngoài, có ai ở ngoài đó không? Gọi đến lần thứ hai mà vẫn không có ai trả lời. Cậu Năm liền dùng tay đẩy mạnh cửa thì đụng ngay con Sen đang nằm ngủ mê mệt ngay trước cửa. Thấy thế, cậu Năm Hào khép cửa lại để yên cho nó ngủ, rồi chờ trời sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt làm con Sen tỉnh giấc. Nó nhớ lại chuyện đêm qua và hoảng sợ khi thấy mình đang nằm ngủ ngay trước cửa phòng cậu chủ. Nó vội lui về phòng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mong cậu chủ không nhìn thấy, nếu không thì tụi nó khó mà thoát được. Con Sen đâu rồi? Tiếng của cậu Năm Hào làm nó hoảng sợ. Nguy rồi, chắc cậu chủ gọi để xử nó về tội đêm qua ngủ trước cửa phòng đây mà. Nó lén lén chạy sang. Dạ, cậu chủ gọi con. Vào đây. Dạ. Con Sen sợ lắm. Lần đầu tiên cậu chủ gọi nó vào phòng, nó cứ đứng ngoài cửa vân vân dạ dạ, chứ không dám bước vào. Thấy thế cậu chủ quát, vào đây. Dạ. Sao cô cứ giả vân hoài vậy hả? Tôi nói cô vào mà cô còn đứng đó. Hai mắt con Sen đã ngập nước, nó nói mà như van xin. Con biết tội rồi, nhưng ở trong phòng con sợ mấy con ma đó lắm, nên con đành sang trước cửa phòng cậu để rồi ngủ quên. Lần sau con không dám nữa, xin cậu tha cho con. Cậu Năm không trả lời câu van xin của nó mà tiếp tục nói, vào phòng. Con Sen đành cúi đầu bước từng bước vào phòng. Lúc này nó mới thật sự choáng ngợp khi được chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Phòng cậu chủ đẹp thật, có những thứ mà nó nghĩ cả đời nó cũng không được nhìn thấy. Chợt thấy cậu chủ đang nhìn mình làm nó hoảng sợ, nhưng câu nói của cậu lại khác xa với những gì nó suy nghĩ. Cô khép cửa lại và ngồi xuống. Dạ, con đứng được rồi, con cảm ơn cậu chủ. Năm Hào nhìn vẻ khúm núm của con Sen mà buồn cười. Dáng nó cao mà cứ lóng nga lóng ngóng, thật tội nghiệp. Anh phải bắt đầu từ đâu khi mà trước giờ anh không để ý đến. Những góc tối ở trong cái phủ này cần phải được làm rõ. Không hiểu sao anh lại đặt niềm tin vào cô gái này. Lý do vì sao thì chính anh cũng không giải thích được. Bỗng có tiếng bước chân người ở phía ngoài. Năm Hào vội đưa cái khăn cho con Sen rồi nói nhỏ. Tôi kêu cô vào đây để lau xe cho tôi, nhớ chưa? Không được nói gì hết. Dạ. Vừa bước vào phòng cậu Năm, nhìn thấy con Sen đang cầm cái khăn trên tay đứng ở góc phòng, bà Hai trợn mắt quát. Con kia, ai cho mày vào đây? Con Sen định nhanh nhẩu trả lời, nhưng chợt nhớ lời dặn của cậu Năm Hào nên nó cúi đầu đứng im. Thấy nó không trả lời làm bà Hai càng tỏ ra tức giận, xông về phía nó định đánh. Nhưng tiếng của cậu Năm Hào làm bà sững lại. Mẹ định làm gì người của con thế hả? Mẹ nên nhớ, đây là phòng của con. Tất nhiên, con gọi cô ta vào thì mới được vào. Chỉ vì một con ở mà mày nói với mẹ thế hả con? Cô ta là người của con, do con chọn lựa. Bà Hai ngạc nhiên. Cái gì mà người của con, của mẹ? Ở trong cái phủ này, chẳng nhẽ hai mẹ con mình lại khác nhau hay sao? Quay sang con Sen, bà ta quát. Còn đứng lớn ngớ đó làm gì? Đi ra cho tao nói chuyện với cậu chủ. Không còn cách nào khác, con Sen đành cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Không biết hai mẹ con bà chủ nói chuyện những gì mà chỉ khoảng 30 phút sau đã thấy bà chủ tức giận đi ra. Thấy con Sen đang đứng lớn ngớ ở ngoài, bà ta quát. Tránh ra, nhớ cái mặt tao nha mày. Nghe những câu nói ngang ngược của bà chủ, con Sen tức lắm. Bởi đâu có làm gì đâu mà vô duyên vô cớ chửi nó.
nhưng nó vẫn im lặng, bởi với nó, khi đã bước chân vào cái phủ này rồi, thì phải vừa điếc, vừa câm. Tại sao bà hai có vẻ ác cảm với nó, thì nó cũng không biết, nhưng nó có cảm giác rằng giữa bà chủ và cậu Năm Hào không hợp tính nhau. Cậu Năm hay cãi lại bà chủ, nên nhiều khi bà cũng không vừa lòng. Chờ bà hai đi khuất, nó rón rén mở cửa đi vào phòng cậu Năm. Vì lúc nãy cậu chủ chưa kịp nói gì thì bà chủ đến. Nhưng nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái xe đang để giữa phòng nhưng không thấy cậu Năm ngồi trên đó. Nó định cất tiếng gọi thì bỗng giật mình khi nhìn thấy cậu Năm đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Thế này là thế nào? Cậu Năm Hào bị tật phải ngồi xe lăn. Tại sao bây giờ cậu lại đi đứng bình thường như thế chứ? Nghe thấy tiếng động, Năm Hào quay lại thì thấy con Sen đang luống cuống định lui ra ngoài. Một chút bối rối thoáng qua rồi cậu trấn tĩnh lại ngay, nhắc nhở nó. Đóng cửa lại, lần sau trước khi vào phòng thì phải gõ cửa nghe không? Dạ, xin cậu tha cho con. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói với ai, rồi từ từ cô sẽ tự hiểu. Dạ, con biết rồi. Chợt cậu Năm nhìn vào mắt nó rồi hỏi, cô thấy tôi thế nào? Dạ, con không dám. Tôi cho phép, cô cứ nói thật. Ngập ngừng một hồi như suy nghĩ, con Sen thẳng thắn nhận xét. Cậu cũng đẹp trai, vừa vừa, trán cao, mũi thẳng. Rồi sao nữa? Mặt vuông nhưng... Sao nữa? Nhưng sao cậu lấy nhiều vợ vậy ạ? À? Cậu Năm Hào phá lên cười. Cô thấy tôi có vợ nào chưa? Tôi chưa có, còn tuyển vợ là do ý của mẹ hai. Vậy những cô gái không được cậu ưng ý thì họ dở đâu? Con đủ con gắm đi cùng với con mà giờ không thấy. Có phải tụi nó phải ký giấy bán thân rồi đưa xuống làm vườn phải không ạ? Lời con Sen nói làm cậu Năm giật mình. Tại sao mình lại không để ý đến chuyện đó? Sở dĩ cậu có mặt ở những buổi gặp những cô gái đó đến phủ chẳng qua là để mẹ hai vui lòng. Nhưng rồi những cô gái đó hiện nay đang ở đâu? Ngay con Sen nó còn thắc mắc tờ giấy mà mẹ hai đưa cho nó cũng như các cô gái kia ký là tờ gì. Những người làm trong phủ trước giờ có phải ký giấy tờ gì đâu. Tại sao không tuyển vợ cho anh hai, anh ba mà lại tuyển cho cậu? Phải chăng cậu bị tật nguyền nên không thể lấy được vợ? Nguy rồi, chính cậu đang bị lợi dụng mà không biết. Bây giờ cậu phải tìm ra sự thật, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Năm Hào quay sang nhìn cô gái như dò xét xem có nên tin tưởng được người này hay không. Khác hẳn với lúc ban đầu mới vào phòng, con Sen mỉm cười. Con sẽ bảo vệ cho cậu. Ý cô nói như thế là gì? Một cô gái yếu đuối mà làm được gì? Với những người trong phủ thì không đáng lo ngại, trừ khi... Con Sen kể cho cậu Năm Hào nghe. Mẹ cô vốn người Bình Định, nên ngay từ nhỏ bà đã được ông ngoại dạy võ nghệ, kế thừa truyền thống của gia đình. Nên khi chị em cô mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã được mẹ dạy dỗ. Năm cô 11 thì mẹ bị bạo bệnh qua đời, nhưng cô vẫn giữ thói quen tập luyện. Nghe con Sen nói mà cậu Năm Hào không tin ở mắt mình. Bất ngờ cậu Năm đưa chân quét ngang về phía con Sen, thì nhanh như chớp con Sen né người tránh cú đá của cậu chủ và rất nhanh chuyển sang thế phản công. Chỉ cần có thế, Năm Hào rất mừng, liền vỗ tay. Rất tốt, từ bây giờ cô sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho tôi. Cậu chủ học karate? Đúng, tôi chính là đai đen karate. Cũng vì bị thương trên võ đài nên mới bị người ta hại. Việc tôi rèn luyện để bình phục là một sự bí mật. Tại sao cậu chủ vẫn phải ngồi xe lăn? Thật ra tôi đang muốn biết những kẻ đứng sau muốn trừ khử tôi. Chính vì thế nên kín đáo vẫn hơn. Con hiểu rồi, nếu kết hợp hai ta thì sẽ yên tâm hơn nhiều. Đang nói, bỗng con Sen nhớ đến con Na, em nó. Nó liền quỳ ngay xuống, xin cậu chủ giúp đỡ. Có chuyện gì? Đứng dậy rồi nói. Con Sen khuôn mặt đẫm nước mắt khi nhắc đến em nó. Không hiểu sao, nó có linh tính con Na đang gặp chuyện chẳng lành. Mà bây giờ, nó không biết phải làm sao. Năm Hào cắt lời của nó. Cô vừa nói đến bà quản gia đúng không? Vâng, đúng rồi. Khi hai chị em con đến, thì người gặp đầu tiên chính là bà quản gia. Việc này chúng ta cũng phải hết sức kín đáo. Không thể để bứt dây động rừng sẽ nguy hiểm cho em gái của cô. À, cô gái tên Na có biết võ thuật không?
Dạ có, em ấy cũng được mẹ dạy dỗ, nhưng bản tính vốn nhút nhát nên... Nhút nhát, nhưng ít nhất cũng biết cách tự bảo vệ cho bản thân mình. Cô đừng quá lo lắng. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam Hào nói để cô gái yên tâm, nhưng chính anh cũng chưa biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ đến bà quản gia trong phủ. Anh có thể gọi bà ta ngay bây giờ để hỏi về cô gái tên Na. Nhưng như vậy há chẳng phải anh đang quan tâm đến con ở hay sao? Bỗng có tiếng động từ ngoài cửa sổ, rồi một bóng đen chạy vụt qua. Nhanh như cắt, con sen đã lao ra đến cửa, nhưng Nam Hào đã ngăn lại. Nó thắc mắc. Tại sao cậu chủ không để em bắt nó? Nó là ai? Tại sao lại rình gây lén chuyện của cậu chủ chứ? Chắc chắn nó là người của mẹ hai. Còn nó nghe được gì thì không đáng lo. Con không hiểu, có phải mẹ hai không tin ở con trai mình không? Tại sao lại cho người theo dõi chứ? Lúc này cậu Nam Hào mới kể cho con sen nghe. Mình không phải là con ruột của mẹ hai, mà chính là kết quả của mối tình giữa cha và mẹ Tư. Trong phủ đang xì xào bàn tán về cái chết của mẹ Tư ngay trong đêm sinh ra anh. Rồi lúc đó, chính mẹ hai mang anh về. Và cũng từ đó không ai nhắc đến tên mẹ Tư nữa. Con sen chợt nghĩ về người phụ nữ đã đánh nhau với ba cô gái mà cô nghĩ là mẹ mình, liệu có phải là mẹ anh không? Nếu là hồn ma của mẹ cô thì dễ gì lọt vào được trong phủ chứ. Nhưng nếu là mẹ anh thì tại sao lại mang một mảnh áo rách để cô tưởng là mẹ mình? Cô hỏi anh. Hình dáng của mẹ Tư như thế nào? Cậu có biết không? Mẹ Tư mất khi tôi vừa chào đời thì đâu có biết được gì. Chỉ nghe mang máng người làm nói thôi. Cậu biết là ai rồi? Cả hai người đều cùng suy nghĩ về một người có thể trả lời được câu hỏi này. Đó là bà quản gia. Nhưng việc bà quản gia có hợp tác hay không thì lại là một chuyện khác. Không hiểu sao, từ khi phát hiện con bóng đen rình nghe lén ngoài cửa phòng cậu chủ đến giờ mà con sen vẫn thấy không yên tâm. Không ngờ, cái phủ này nếu nhìn bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng thực tế bên trong đầy rẫy những thủ đoạn và lòng người rất khó đoán. Nó có cảm giác có một thế lực ngầm nào đó đang cạnh tranh lẫn nhau, và ngay cả tính mạng của cậu chủ Năm cũng chưa hẳn đã an toàn. Riêng cậu chủ, từ khi nghe con sen nói, làm cậu suy nghĩ. Tại sao mẹ Tư lại mất ngay khi vừa sinh ra cậu? Nếu mẹ Tư mất rồi thì mụ đang ở đâu? Tại sao mẹ hai lại không hề nói đến vấn đề này? Thà rằng khi cậu còn nhỏ đã đành, nhưng ngay cả khi cậu đã trưởng thành mà cũng không hề hay biết. Cậu bỗng có linh tính không yên tâm nên căn dặn con sen. Tất cả cũng chỉ là dự đoán. Bây giờ chúng ta có mấy việc cần phải giải quyết. Thứ nhất, đi tìm con Na. Sau đó, tôi sẽ tìm nguyên nhân về cái chết của mẹ Tư. Nhưng có một điều, nếu tôi lấy tư cách là cậu chủ và yêu cầu bà quản gia nói, thì tin rằng bà ấy sẽ từ chối. Chi bằng cô là phụ nữ sẽ dễ hơn. Chợt nhớ bà Sáu có vẻ cảm tình với mình ngay lần đầu tiên, nên con sen tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Nó trả lời, con sẽ làm. Tôi có hai đề nghị. Thứ nhất về thân thế của tôi, ngoài cô ra thì không được hé cho ai biết là tôi đã bình phục. Thứ hai, cô vẫn phải đóng vai một cô gái ngây thơ, quê mùa. Kể cả khi bị đánh, cũng không được chống đỡ. Chắc cô hiểu ý tôi muốn nói gì. Nói xong, cậu Nam Hào đưa cho cô một bộ đồ màu đen. Là cô đã hiểu ý của cậu chủ, muốn như thế nào. Con sen nhanh chóng trở về phòng, với bao ngổn ngang suy nghĩ. Được sự cho phép của cậu chủ, bắt đầu ngày mai, nó sẽ đi tìm em Na, xem trong những ngày qua, nó đã trải qua những gì. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Mà sao nó lại ruột gan nóng như lửa đốt? Tại một phòng trong phủ, một bóng đen như một con sóc, chứng tỏ võ nghệ rất cao. Tiếng nói bên trong vọng ra. Tình hình thế nào? Báo cáo bà chủ. Vì cậu chủ mở nhạc quá lớn nên con không nghe được rõ. Đồ ăn hại, nói tiếp. Dạ, trong phòng lúc đó có cậu chủ và con sen. Hai người không biết làm gì, vì đứng ngoài nên con không nhìn thấy. Chúng nói với nhau những gì? Con chỉ nghe bập bẩm câu được câu mất, nhưng rõ ràng con có nghe nhắc đến bà Sáu quản gia. Bà chủ gằn từng tiếng. Bà Sáu quản gia? Vâng, con nghe thấy nhắc đến người này. Thôi, lui. Lại cũng nhanh như một con sóc, người này biến mất như chưa hề có mặt nơi đây.
Bà hai ngồi suy nghĩ. Trước hết, tại sao con Sen lại được cậu Năm Hào ưu ái? Cho qua lại trong phòng, điều mà trước đây không ai được bước chân vào. Thứ hai, chúng nó nói chuyện gì mà nhắc đến bà quản gia? Việc này bà không được chủ quan, bởi có hai vấn đề cần lưu ý là bà Sáu chính là người làm trong phủ lâu nhất và cũng là người biết nhiều chuyện nhất. Mà người biết nhiều thì cũng không nên giữ lại mà làm gì. Rồi cũng từ cái miệng của bà ấy sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp. Ngay trong đầu bà hai đã xuất hiện một kế hoạch cho người trừ khử bà Sáu quản gia. Cho dù bà ta không làm gì, nhưng an toàn vẫn hơn. Năm Hào giật mình tỉnh giấc, khắp người vã mồ hôi. Bởi đêm qua, anh vừa trải qua một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ anh đã kết hôn với một cô gái và trải qua một đêm tân hôn mặn nồng. Năm Hào bóp trán, cố nhớ lại chi tiết về giấc mơ. Nhưng không thể, chỉ có một điều anh nhớ được, đó là sau lưng vị hôn thê có một cái bớt màu hồng mà khi nàng thay áo thì anh đã nhìn thấy. Cậu chủ ơi! Tiếng con Sen khe khẽ ngoài cửa làm anh chợt nhớ ra kế hoạch. Cứ buổi sáng và chiều hàng ngày thì con Sen sẽ đẩy xe cho anh đi dạo khắp phủ. Mục đích là gặp bà Sáu quản gia và tìm con Na. Nhưng đêm qua anh ngủ không ngon giấc nên sáng nay dậy trễ. Con Sen vẫn gọi ngoài cửa. Cậu chủ dậy đi! Chờ một chút! Chỉ khoảng 5 phút sau, Nam Hào đã mở cửa đi ra ngoài. Con Sen đẩy xe cho cậu chủ đi dạo như ngắm phong cảnh buổi sáng. Hai người cứ đi hết đoạn đường này đến dãy nhà khác mà con Sen vẫn không nhớ được con đường dẫn đến phòng con Na. Mà cũng đúng thôi, với cái phủ rộng như thế này mà nó mới đi có một lần thì làm sao mà nhớ được. Bỗng cậu Nam giơ tay ra hiệu cho nó im lặng rồi hất cằm về phía bên phải. Con Sen nhận ra bóng của bà Sáu quản gia đang đi ra vườn, làm nó mừng quá. Bà quản gia kìa cậu, mình đi lại đó gặp bà nha. Cậu Nam tỏ vẻ bí mật. Có người theo dõi, cô không thấy sao? Con Sen nhìn trước ngó sau, nhưng không thấy ai, nên nói nhỏ. Không có. Bà Sáu có người bám theo, nguy hiểm rồi. Lúc này con Sen mới nhìn thấy thấp thoáng bóng người đàn ông như đang làm vườn, nhưng thực chất đang bám theo bà Sáu. Nếu như không vướng cậu Năm thì nó đã đi theo bảo vệ rồi. Bỗng cậu Năm đưa cho nó một hộp vi tiêu và nói như ra lệnh. Tôi muốn biết hắn là ai. Cô đi làm nhiệm vụ và nhớ đánh dấu vào tay hoặc chân hắn cho tôi. Chỉ chờ có thế, con Sen biến mất rất nhanh và cậu chủ Năm Hào cũng nhanh chóng trở về phòng. Bà Sáu quản gia không hề hay biết có người bám theo mình. Mà bà không biết cũng đúng thôi. Bởi mấy chục năm nay, bà ở cái phủ này gần như mọi việc đều do bà quán xuyến. Kể từ thời ông bà Lý trưởng còn sống, còn bà hai chỉ là dâu con nhà họ Lý mà thôi. Nhưng sau khi cụ Lý qua đời thì mọi việc trong phủ này đều do bà hai cai quản. Thật tình bà chỉ biết có công việc mà không hề va chạm với chủ. Cậu hai là người khó tính nhất nhưng lại hợp với mẹ. Cứ khoảng mỗi tháng cậu lại về một lần. Nhưng bà chưa nhìn thấy cậu ra lại thành phố, bởi cậu toàn đi vào ban đêm. Cậu ba cũng hiền lành nhưng không được bà chủ ưu ái. Còn cậu Năm Hào thì thật sự bà chưa hiểu được, bởi cậu sống khá kín tiếng. Ở trong cái phủ này thì thân thế của từng người bà đều nắm rõ. Nhưng vì bà hiểu rằng muốn được tồn tại ở đây thì tốt nhất là im lặng. Có một điều mà bà cũng đang thắc mắc, bởi tất cả người làm, từ danh sách đến phân công làm ở bộ phận nào đều phải qua tay bà. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, bà hai lại yêu cầu cậu Năm lấy vợ. Nhưng ngược lại, cậu vẫn im lặng thì bà bắt đầu nghĩ ra cách tuyển vợ cho cậu. Nếu cậu đồng ý cô nào thì giữ lại, còn không thì chuyển về các bộ phận làm việc. Nhưng từ hồi nào đến giờ, không thấy bà hai giao cho bà phân công công việc cho họ, mà cũng không thấy họ đâu. Bà có cảm giác những cô gái này đã được chuyển đi nơi khác. Nhưng chuyển đi đâu và vào lúc nào thì bà cũng không biết. Chợt nhớ đến con Na, em của con Sen mà bà đã hứa giúp đỡ. Bà vội đi về dãy phòng con Na ở, thì bỗng bà giật mình, có cảm giác có người đi theo mình. Rõ ràng bà nghe thấy tiếng chân người, nhưng khi bà quay lại thì lại không thấy đâu. Dừng hệ bước tiếp,
thì kẻ đó lại đi theo. Bà bỗng cảm thấy lo sợ. Mấy chục năm rồi, bà coi cái phủ này là nhà, và có bao giờ mà phải cảnh giác như thế đâu. Ai theo dõi bà? Mà người đó là ai? Theo bà để làm gì chứ? Chắc chắn không phải là người tốt. Bởi nếu muốn hỏi bà điều gì hay giờ giúp đỡ thì phải ra mặt, hà cớ gì lẫn trốn, lúc ẩn, lúc hiện như thế. Bà Sáu bắt đầu lo lắng. Bà không đi về phòng con Na nữa, mà vội đi về phòng mình cho an toàn, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bà có cảm giác hình như người kia không đi theo nữa. Mặc dù như thế, nhưng lần đầu tiên bà cảm thấy lo sợ. Mang tiếng là quản gia trong phủ, nhưng bà Sáu thân cô thế cô, không có một người thân, chưa nói gì đến thế lực để có thể bảo vệ cho mình. Bà Hai giận dữ, đập tay cây rằm xuống bàn tỏ vẻ tức tối. Hai mắt vàng đỏ, hàm răng nghiến lại rít từng chữ. Đồ vô dụng, đến một con đàn bà mà cũng không làm nổi thì nghỉ việc đi, để cho thằng Tèo nó làm. Xin bà chủ tha tội, nhưng tôi có cảm giác có người bám theo tôi. Thần thái rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện. Mày ngủ mơ đấy hả? Ở cái phủ này làm gì có chuyện đó? Không lẽ lại có ma? Nhưng ma ban ngày sao? Bị bà chủ cười mỉa mai như chế nhạo, làm thật tí tức lắm. Cũng chỉ vì hắn mắc nợ bà ta tiền mà phải chịu để cho bà ta sai bảo hòng kiếm một phi vụ trừ nợ. Việc giết bà quản gia rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây đối với hắn là quá dễ. Nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác không chỉ có mình hắn với bà Sáu, mà rõ ràng có người đang đi theo mình, nên hắn cảnh giác. Nhưng vụ này quá ngon ơ, nên hắn xin thêm cơ hội. Bà chủ, cho tôi cơ hội tối nay. Được, chỉ một lần này nữa thôi. Tao cho mày cả hai việc thì mày đều không làm được. Không ai bắt Tam Ba bận nghe mày. Tên sát thủ nhanh chóng lùi ra, còn lại một mình. Bà Hai bắt đầu suy nghĩ về những điều mà tên kia vừa nói. Hắn nói có người theo dõi hắn, vậy là ai? Bà vắt óc suy nghĩ từng người. Bà bó tay, không thể nghĩ ra là ai được. Chẳng nhẽ... Bà chuyển sự chú ý về hướng cậu Năm Hào. Ở cái phủ này ngoài bà Sáu quản gia ra thì người mà bà kiêng dè nhất chính là cậu Năm. Bởi chỉ có cậu Năm là rành võ thuật, nhưng cậu Năm bị tai nạn, hơn nữa cũng không hề luyện tập, thì cũng không thể biến hóa lúc ẩn lúc hiện như thằng kia nói được. Hơn nữa lúc đó bà còn thấy cậu Năm ngồi phơi nắng ngay trước cửa phòng. Mặc dù không chủ quan, nhưng bà nghĩ với một người tàn phế ngồi xe lăn như cậu Năm Hào thì làm được gì. Bỗng bà Hai giật mình khi nghĩ đến con Sen. Lúc cậu Năm ngồi trước cửa phòng thì con Sen đang ở đâu? Tại sao nó lại không ở bên cạnh cậu chủ? Nhưng rồi bà chợt lắc đầu, vội xua đi ý nghĩ đó. Bởi con Sen mới vào phủ thì biết ai với ai chứ, nói gì đến thằng sát thủ mà theo dõi. Thấy con Sen trở về và lắc đầu thì cậu Năm đã hiểu bà Sáu vẫn ổn. Cậu hỏi nó: Chính cô đã cứu bà ấy. Con đã làm được gì đâu? Có đấy, cô để lộ thân phận mình nên tên kia dừng lại khi biết có người theo dõi. Hèn chi lúc tên kia đang bám theo bà Sáu quản gia đi về phía con đường dẫn ra vườn thì bỗng bà Sáu dừng lại, nhìn trước ngó sau, rồi đi nhanh như chạy về hướng phòng mình. Có bao giờ bà ta cũng phát hiện ra có người theo dõi mình không? Còn tên kia tại sao lại không ra tay ngay lúc chỉ có hai người mà lại cũng biến mất? Có bao giờ đúng như lời cậu chủ nói rằng cô đã bị lộ không? Con Sen cau mày, ngồi im lặng như có lỗi. Cô về phòng đi, chuẩn bị tối nay hành động. Dạ, cậu chủ. Bỗng có tiếng bà Hai ngay trước cửa. Cậu chủ nháy mắt cho nó ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì bà Hai đã giơ tay đánh vào mặt nó đau điếng, miệng quát: Con ranh, sao để tao gọi mãi mới mở cửa hả? Dạ. Bóp, bóp. Bị đánh bất ngờ, con Sen định nghiêng người né hai cái tát đến cháy má. Nhưng nhớ lời cậu chủ dặn nên nó thả lỏng toàn thân, hứng trọn hai cái tát của bà chủ, làm loạn choạng suýt té. Thấy thế cậu Năm Hào lên tiếng: Mẹ đang làm gì ở phòng con vậy hả? Con hầu nó hư thì phải vậy, kẻo mai mốt nó trèo lên đầu lên cổ con đó. Mẹ cứ làm như cô ta là gì,
Lúc mẹ gọi thì cô ta đang bóp chân cho con. Không hiểu sao dạo này con vẫn uống thuốc của mẹ đưa, mà sao con có cảm giác chân mỗi ngày một yếu đi. Chắc con ghé thầy Lang đổi thuốc khác. Nghe thấy thế, bà hai vội xua tay. Ấy, không được đổi. Mà nếu có đổi á thì để mẹ đổi cho. Con đi được mà. Rồi cậu quay sang con Sen đang ôm mặt nói như ra lệnh. Sáng mai đi cùng tôi đến gặp thầy Lang ở xóm dưới. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Mai mẹ cũng có công chuyện đi về hướng đó. Nhân tiện mẹ đổi luôn cho. Cậu Năm im lặng nhìn ra cửa sổ. Ngồi một lúc rồi bà hai cũng đứng dậy ra về. Khi đi ngang qua chỗ con Sen, ánh mắt sắc như dao của bà ta liếc xéo nó như thầm đe dọa. Rất tốt. Cậu Năm cười rồi đưa cho nó chai dầu. Nhưng con Sen lắc đầu, hai mắt đã ngập nước. Nó nói, con có linh cảm, con Na nhà con gặp chuyện rồi. Tại sao? Lúc bám theo tên sát thủ, con thấy bà Sáu quản gia quẹo về hướng mà trước đây bà ấy đưa chị em con đến đó. Khi tên sát thủ lui thì con đã tìm thấy phòng mà con Na ở, nhưng hoàn toàn im lặng như không có dấu vết rằng có người ở đó. Có thể bà Sáu chuyển cô ấy về khu dãy nhà dành cho người làm vườn. Con Sen mím môi, hai mắt nhìn vào một điểm vô định. Nó như tự nói với chính mình, nhất định phải hỏi bà Sáu thì sẽ rõ. Khả năng tối nay chúng sẽ ra tay. Việc mẹ hai đến bất ngờ và tát cô vô cớ, chẳng qua bà ta đang truy tìm người bám theo tên sát thủ mà thôi. Cũng may cậu chủ dẫn trước, nếu không thì... Hai người im lặng. Cậu Năm Hào đang nghĩ kế hoạch để bảo vệ bà Sáu. Có thể cậu cũng sẽ ra tay. Cậu muốn nhân cơ hội này để bắt sống tên sát thủ và hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng con Sen lại nghĩ khác. Việc quan trọng nhất lúc này là cứu em nó. Nó thề với lòng mình rằng nếu em nó có bị làm sao thì nhất là mạng đổi mạng. Việc ân oán hận thù trong gia đình cậu Năm nó không quan tâm. Bây giờ nó chỉ cần biết em nó đang ở đâu mà thôi. Trời vừa chạng vạng tối, cậu Năm Hào đã không nhìn thấy con Sen đâu. Cậu Năm ra lo lắng, sợ rằng vì nó quá nôn nóng cứu em mà hỏng việc. Đúng như cậu nghĩ, lúc này con Sen đã có mặt ở gần phòng bà Sáu. Nếu tên sát thủ xuất hiện và bà Sáu gặp nguy hiểm là nó sẽ ra tay. Chợt nó đưa tay lên má, nơi mà bị hai cái tát như trời giáng của bà hai. Nó nhủ thầm, bà đã làm gì em tôi? Hai cái tát này tôi sẽ trả lại cho bà cả vốn lẫn lãi. Phòng bà Sáu vẫn sáng đèn, bên ngoài trông vào cứ ngỡ thật yên bình. Nhưng có ai ngờ một trận chiến sắp xảy ra. Con Sen quan sát xung quanh vẫn thấy im lặng như tờ. Chẳng lẽ tên kia không đến như dự đoán của cậu chủ? Nhưng nó vẫn im lặng, cho dù phải thức suốt đêm để bảo vệ bà Sáu. Sáng mai nó sẽ gặp và hỏi bà ta xem em nó hiện nay đang ở đâu. Tại sao bà ta đã hứa với nó mà không giữ lời? Người giàu lắm tiền nhiều của nên không coi trọng lời hứa của mình là như vậy hay sao? Con Sen cứ nghĩ mãi mà không tự giải đáp được. Chợt đèn trong phòng bà Sáu vừa tắt. Không biết bây giờ là mấy giờ. Vì đầu tháng trăng non nên trời rất tối. Nó nhích từng chút về phía cửa phòng, đề phòng tên kia ra tay bất ngờ. Nhưng một cánh tay đã kéo nó lại. Bị bất ngờ, con Sen vội ra tay phản tròn. Nhưng một giọng nói rất nhỏ sát bên tai làm nó vội dừng lại. Không được manh động, để thằng đó cho tôi giải quyết. Cô bảo vệ bà Sáu về phòng tôi, hầm phía dưới tủ. Nói rồi cậu Năm dúi vào tay nó chùm chìa khóa. Rồi nhanh như một con sóc, cậu biến ra ngoài tiến sát về phía cửa. Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện, di chuyển đến cửa phòng bà Sáu. Rồi như đã chuẩn bị trước, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Và rất nhanh, cửa phòng đã mở. Tên Tí nhìn trước ngó sau xem có động tĩnh gì không. Khi thấy màn đêm vẫn hoàn toàn yên bình, thì hắn lẻn vào phòng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non hắt qua cửa sổ, Tần Tí đi thẳng lại phía giường bà Sáu nằm. Hắn muốn đánh nhanh rút gọn nên không cần mất nhiều thời gian mà nhắm thẳng người đang nằm trên giường mà đâm lia lịa nhiều nhát. Nhưng bàn tay cầm dao của hắn bỗng đau như búa. Tiếp theo ống chân lại cũng bị như vậy. Mặc dù trong bóng tối nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đã bị lộ và vội vàng rút lui. Nhưng bằng một thế võ, hai chân của cậu Năm Hào đã như gọng kìm kẹp vào cổ hắn mà quật xuống. Một tiếng hự vang lên và Tên Tí đã bị khống chế.
Bà Sáu run rẩy, bò từ trong gầm giường ra ngoài. Con Sen ghé tai bà nói nhỏ: "Con đến cứu dì xinh đẹp, theo con." Nghe hai chữ xinh đẹp là bà Sáu hiểu người đang cứu mình là ai. Bà ôm lấy cổ để con Sen cõng chạy đi. Đến trước cửa phòng cậu chủ thì nó dừng lại, mở cửa rồi cả hai cùng vào. Bà bỗng thắc mắc, không hiểu tại sao mà một đứa con gái người làm mà lại có chìa khóa mở được phòng cậu chủ. Tại sao tên sát thủ lại có chìa khóa mở được cửa phòng của bà? Tại sao con Sen người cao gầy như thế mà lại cõng bà chạy một mạch nhẹ nhàng? Ai đã cho người giết bà? Bà không có thù oán với ai, vậy mà người ta giết bà với mục đích gì? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không có lời giải đáp. Con Sen kéo bà Sáu lại gần cái tủ. Nó khẽ đẩy cái tủ sang một bên. Tức thì lộ ra một miệng hầm phía dưới. Con Sen nói nhỏ chỉ để bà đủ nghe: "Cậu chủ cứu bà đó. Đây là hầm an toàn nên bà cứ ở đây. Con và cậu chủ sẽ bảo vệ bà." "Nhưng ai đã cho người giết tôi?" "Bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi đó. Bà cứ ở yên dưới đó. Con phải đi tìm cậu chủ." Bà Sáu im lặng không nói gì, mà chỉ biết chấp hành. Sau khi yên ổn cho bà quản gia, thì con Sen khóa cửa và nhanh chóng biến vào bóng đêm. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Biến loạn Vũ Cù Lý. Không biết là sau khi quý vị nghe xong tập 1 thì quý vị có cảm nhận gì? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Nguyễn Hiền và các khán thính giả khác cùng được biết với quý vị nha. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video.